Rồi tiếp theo đối với phần định lượng thì hôm nay đối với cái phần định lượng này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy trình định lượng, nhưng mà ở đây ta định lượng bằng phương pháp động học để đo hoạt độ của enzyme GOT và GBT, hay gọi là enzyme AST và ALT. Được chưa? Đây là người ta gọi là men gan đó. Vậy thì bây giờ về nguyên tắc của cái việc đo động học của hai cái enzyme này thì chúng ta sẽ đo như thế nào? Đó, tức là ở đây người ta sẽ dựa trên nguyên tắc đó là đo cái cơ chất là NADH, được chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đo bước sóng UV, tức là ở đây dung dịch chúng ta không màu. Đó, vậy thì mình sẽ đo cái NADH là một cái chất không màu. Đó, mình đo nồng độ của NADH từ cái phản ứng của GOT, đúng không? Tạo thành oxaloacetat với lại là pyruvate và phản ứng với NADH để tạo thành lactate và NAD với lại là malate và NAD, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đo cái nồng độ của NADH là cơ chất. Vậy thì cơ chất theo thời gian nồng độ của nó như nào? Giảm dần. Nên vì thế khi đó chúng ta sẽ tính được cái hoạt độ của nó, tức là chúng ta tính vận tốc của phản ứng dựa trên cái cơ chất. Thì chúng ta đã từng học cái đơn vị hoạt độ, chúng ta có thể tính đơn vị hoạt độ dựa vào nồng độ của cơ chất hoặc là dựa vào nồng độ của sản phẩm theo thời gian phản ứng, đúng chưa? Rồi à, và cái cơ chất mà cái mẫu chúng ta sử dụng đây là huyết thanh, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng đây là huyết thanh. Đó, vậy thì chúng ta sẽ định lượng hai hoạt độ của hai cái enzyme này là như vậy. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có thuốc thử. Bây giờ thuốc thử cho định lượng này nó có hai loại, đó là một thuốc thử R1 và R2. Thì thành phần của thuốc thử R1 là như thế này. Đó, và thành phần của thuốc thử R2 là như thế này. Đó, tương tự bên này cũng vậy, được chưa? Và trước khi chúng ta thực hiện cái phản ứng thì chúng ta phải trộn hai thuốc thử đó lại. Mẫu thử của chúng ta là chúng ta sử dụng huyết thanh người của chúng ta, được chưa? Rồi bây giờ về tiến hành định lượng đối với cái hoạt độ của GOT và GBT thì chúng ta sẽ phải pha thuốc thử. Đó, thì cái pha thuốc thử này thì giáo viên sẽ pha trước cho chúng ta cái thuốc thử bằng cách là trộn R1 và R2 lại, bảo quản ở nhiệt độ. Rồi cái quá trình đo chúng ta sẽ đo ở bước sóng là 340 nanomet, nhiệt độ đo là 37 độ C, tức là 30 khoảng 37 độ C. Rồi chúng dùng cuvette và chúng ta sẽ có mẫu chuẩn, chúng ta hay gọi là đọc đối chiếu đó. Mẫu chuẩn của chúng ta đó, à, mẫu 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 trắng của chúng ta là nước cấp, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng nước cấp để làm mẫu trắng. Đó, rồi giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo. Ở đây chúng ta có cái bảng để hướng dẫn chúng ta cái quy trình đo. À, cái đo động học thì nó sẽ khác hoàn toàn với đo điểm cuối. Đo điểm cuối nghĩa nào? Nghĩa là phản ứng xảy ra hoàn toàn thì chúng ta mới đo. Còn đo động học nghĩa nào? Nghĩa là chúng ta đo theo thời gian, chúng ta không có thời gian ủ. Được chưa? Đó, tức là thời gian ủ chúng ta nó rất là ngắn. Đó, tối đa là khoảng 1 phút thôi chứ không có ủ lâu. Bởi vì đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể thao tác để chúng ta đưa vào. Chứ chúng ta không ủ, chúng ta đợi 15-20 phút như bữa trước chúng ta đã làm. À, rồi. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy này, đầu tiên á, các bạn nhìn trên cái bảng này các bạn sẽ thấy này, chúng ta chỉ có một mẫu thử thôi, tức là chúng ta chỉ chuẩn bị một mẫu thử để chúng ta làm thôi, còn hôm trước là chúng ta phải chuẩn bị thứ ba ống lận, nó khác. Đó. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy này, chúng ta sẽ chuẩn bị một ống nghiệm, được chưa? Một ống nghiệm và chúng ta sẽ cho vào đây là 1 ml thuốc thử GOT hoặc là GBT, được chưa? Mình đo GOT mình sẽ đo bằng GOT thì mình sẽ dùng thuốc thử GOT và đo GBT mình dùng thuốc thử GBT. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ cho 100, sau đó mình tiếp tục mình cho 100 microlit huyết thanh, ở đây cũng vậy, 100 microlit huyết thanh. Đó, rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên và nói chung là trong khoảng 1 phút thôi, tối đa là 1 phút của chúng ta thôi, chúng ta thao tác những cái này là chỉ còn 1 phút. Mình trộn đều xong rồi mình chuyển qua cuvette rồi mình chuyển vào trong bình trong trong buồng đo là nó sẽ mất 1 phút. Đó, thì đó là cái thời gian ủ của mình đó. Rồi sau đó mình sẽ đo bước sóng UV, được chưa? Và cái máy máy đo chúng ta, khi chúng ta đã chỉnh chương trình đo thì máy đo sẽ đo tự động, tức là giáo viên đã set sẵn cho các bạn chương trình đo rồi thì nó sẽ đo tự động. Tổng thời gian nó sẽ đo cho chúng ta là 3 phút và cứ mỗi 1 phút như vậy nó sẽ đo cho chúng ta một lần tự động luôn, được chưa? Thì đầu tiên là mình chọn vào mình bấm chương trình đo thì máy nó sẽ delay vài phút vài giây, rồi sau đó nó bắt đầu đo đo chúng ta thời điểm là 0 giây, 1 phút, 2 phút và 3 phút, được chưa?
Rồi sau đó thì khi chúng ta đo xong cái kết quả thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả delta UD của nó trung bình, delta UD, và chúng ta có được cái delta trung bình và chúng ta tính theo công thức như này. Được chưa? Đó, thì đó là cái quy trình của chúng ta như vậy. Và nhớ lưu ý, và nhớ lưu ý là khi nhớ này, chúng ta không có giống như đo điểm cuối, tức là gì? Chúng ta đo xong cái mẫu này thì chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị cái mẫu tiếp theo để mình đo, chứ không phải là mình đợi trong thời gian mình đợi 3 phút này thì mình đi làm cái mẫu kia để mình đợi mình đo là nó sẽ sai mất, bởi vì ở đây mình không có thời gian cũng dài, nên vì thế mình làm xong thao tác xong là mình đưa vào mình đo luôn, tại vì nó đo theo khoảng thời gian mà. À, ví dụ như là sau 0 giây thì cái nồng độ của chất này là bao nhiêu, sau 1 phút thì nồng độ chất này là bao nhiêu, sau 1 phút nữa là chất nồng độ chất này là bao nhiêu, tức là nó đo cái khoảng biến thiên về cái nồng độ, chứ nó không phải là đo cái sản phẩm cuối cùng. Được chưa? À, đây mình thấy mình lưu ở chỗ đó, nên vì đo động học với đo điểm cuối nó khác và cái quy trình ta làm cũng sẽ khác. Đó, nên vì thế cái này nó hay dễ bị sai cho chúng ta đó. Rồi, bây giờ để mà thể hiện cụ thể về cái quy trình đo thì tôi sẽ mô tả cho các bạn qua cái sơ đồ như thế này. Bây giờ trước hết là cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chúng ta phải chuẩn bị mẫu. Thì cái giai đoạn chuẩn bị mẫu thì chúng ta sẽ lưu ý như nào? Thao tác nhanh và chính xác, cái đó là điều rất quan trọng. Và hầu như ở đây chúng ta không có thời gian đợi để chúng ta ủ. Tối đa những cái thao tác đó trong thời gian đó chúng ta khoảng 1 phút để chúng ta hoàn thành. Đó được xem như là thời gian ủ của mình rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị một ống nghiệm, đúng không? Ống nghiệm để mình chuẩn bị mẫu. Thì cái ống nghiệm này mình sẽ làm gì? Mình cho 1 ml thuốc thử GOT và GBT vào. Rồi, sau đó các bạn sẽ lấy 100 microlit huyết thanh, thì bữa nay mình sử dụng pipette là 100 microlit, thì mình lấy cái pipette 100 microlit huyết thanh cho vào. Rồi, sau đó mình sẽ tiếp gì? Lắc đều lên. Thời gian lắc của mình khoảng tầm 30 giây. Khoảng tầm 30 giây. Đó, mình lắc đều lên khoảng tầm 30 giây. Được chưa? Rồi, sau đó ngay lập tức mình sẽ chuyển qua cuvette. Chuyển qua cái cuvette. Mình đã chuẩn bị cuvette sẵn rồi, thì ở đây tôi cũng đánh ký hiệu là cuvette này, cuvette số 1, để xíu nữa mình đổ để vào buồng đo 1 cho nó dễ, nó không bị nhầm. Được chưa? Rồi. Sau khi mình cho vào ở cuvette rồi thì mình sẽ bắt đầu bước giai đoạn tiếp theo là lúc đo mẫu. Thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình chúng chỉ nói chung là máy đo này chúng ta đã chỉnh chương trình sẵn rồi, phải chỉnh sẵn trước luôn. Được chưa? Và chỉnh ở bước sóng là 340 nanomet. Rồi. Sau đó thì đối với mẫu trắng thì các bạn cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi, chứ không phải là đợi lúc này chúng ta mới chuẩn bị. Các bạn phải chuẩn bị sẵn mẫu trắng, là các bạn sẽ lấy 1 ml nước cất, các bạn cho vào cái cuvette mà tôi đánh đây là chữ B, và mình buồng đo B ha, nhầm, chỗ này là buồng đo B, chúng ta sẽ cho vào buồng đo B. Đó, buồng đo B, thì buồng đo B là buồng đo trắng của mình, mẫu trắng của mình đó. Rồi, thì đó là mình chuẩn bị sẵn trước hết rồi đó ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ chuyển cái cuvette của mình này nè vào trong cái buồng đo số 1. Buồng đo số 1 của mình là bây giờ đây là buồng đo số 1. Vậy thì khi mình cho vào cái buồng đo số 1 thì như nào? Khi mình cho vào buồng đo số 1 thì mình sẽ bấm chương trình đo. Thì khi cái chương trình đo mình bấm là nó sẽ delay chúng ta khoảng tầm 25 giây. Vậy thì ở đây 30 giây cộng với 25 giây thì nói chung là tương đương với 1 phút rồi đó. Và những cái thao tác chúng ta nữa thì nó cũng mất tầm khoảng 1 phút, là đó được xem như là thời gian ủ của mình. Nên vì thế hầu như là chúng ta gọi là chúng ta không có để dành để chúng ta ủ gì cả hết. Được chưa? Rồi, sau đó thì mình sẽ bắt đầu đợi chúng ta xem kết quả. Tức là nó sẽ chạy tự động, nó chạy. Đầu tiên nó vô nó đo chúng ta khoảng thời gian là 0 giây. Sau đó nó đợi cho chúng ta là 1 phút nữa nó đo tiếp. Đợi tiếp 2 phút nó đo tiếp. Đợi tiếp 3 phút nó đo tiếp. Tức là nó sẽ đo theo cái động học thời gian như vậy. Thì đây tôi có ghi ở trên này nó là gì? Nó đo động học, tức là đo tổng thời gian là 3 phút. Và mỗi 1 phút máy tự động sẽ đo một lần cho chúng ta. Thì bây giờ nếu mà nó đo như vậy là nó có 4 cái giá trị OD: 0 giây, 1 phút, 2 phút và 3 phút. Phải có 4 giá trị. Vậy thì 4 giá trị đó thì chúng ta sẽ có 3 cái khoảng delta OD. Tức là nó sẽ lấy cái sau trước. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là sau khi nó hoàn thành việc đo thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó hiện lên trên cái màn hình của chúng ta. Đó, thì ở đây tôi cũng mô phỏng thôi. Đó, thì ở đây chúng ta có này, cái cột đầu tiên của mình á, cái cột đầu tiên của mình là nó sẽ cho chúng ta cái giá trị OD theo thời gian. Ví dụ nó ghi số 0, tức là giá trị OD chúng ta là thời điểm là 0 giây là bao nhiêu đây. Đúng không? Tiếp theo 1 phút thì cái thời điểm 1 phút thì nó có giá trị nhiêu đây. Thời điểm 2 phút thì nó có cái giá trị OD nhiêu đây. Thời điểm 3 phút thì nó có giá trị OD làm nhiêu đây. Tức là chúng ta thấy nó giảm dần. Nên và
và máy cũng sẽ tự động tính cho chúng ta giá trị delta D luôn. Đó, thì chúng ta sẽ có ba cái giá trị delta D, và giá trị delta D này là giá trị âm. Vì sao nó âm? Vì nó đo cái nồng độ của NADH là cơ chất, nên vì thế theo thời gian phản ứng thì cơ chất nó giảm dần, nên vì thế cái giá trị delta D là lấy sau trừ trước nên nó sẽ âm. Đó, thì chúng ta có bốn cái giá, ba giá trị delta D. Được chưa? Thì ở đây thường tùy giáo viên ha, thì theo quan điểm tôi thì tôi không cần phải lấy những cái giá trị khác, tôi chỉ cho các bạn lấy cái giá trị delta D thôi. Tại vì nó đã tính sẵn cho chúng ta rồi thì chúng ta cũng không cần phải phức tạp hóa gì cái vấn đề là chúng ta phải lấy, người chúng ta tính toán mất thời gian, nó đã có sẵn rồi. Chúng ta chụp màn hình, chúng ta về, chúng ta ghi lại thôi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ tính toán như thế nào? Bây giờ mình sẽ có ba cái giá trị delta D, tức là ba giá trị delta D này mình sẽ lấy giá trị tuyệt đối. Thế ra, tại vì mình tính vận tốc thì không thể, tính hoạt độ thì không có giá trị âm được. Vậy thì mình sẽ lấy giá trị tuyệt đối. Khi mình lấy giá trị tuyệt đối thì cái delta D1 sẽ là 0.004. Nhầm, ở đây sửa lại chỗ này là 0.004 nha. Đó. Rồi, tiếp thì ở đây chúng ta có là delta D1 thì nó là 0.004, delta D2 là 0.004, delta D3 là 0.041. Đó, thì chúng ta có ba cái giá trị delta D chúng ta phiên qua. Đó, delta D1. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tính cái giá trị delta D trung bình, là mình lấy ba cái giá trị delta D này mình cộng lại và chia cho ba thì mình có cái giá trị delta D trung bình, tôi ký hiệu đây là giá trị A. Rồi, sau đó mình sẽ ghi công thức ra hoạt độ của enzyme ReOT. Nếu mình đo ReOT thì mình tính ReOT, còn nếu mình đo ReBT thì mình tính ReBT thôi. Ha, chứ đừng có tính gộp hai cái này là tôi ví dụ thôi. Đó, đơn vị của nó là Utrinlet. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có giá trị delta OD trung bình. Đây, là giá trị A đó. Đây nghĩa là giá trị A đó, được chưa? Rồi. Chia cho 1 phút thời gian của chúng ta delta T á, delta T của chúng ta là 1 phút, đúng không? Vận tốc phản ứng tức là thể hiện cho chúng ta cái hoạt độ enzyme. Đó, chia cho 1 phút và chúng ta nhân hệ số quy đổi từ V0 sang giá trị Utrinlet, đó là nhân 1746. Được chưa? Rồi sau đó mình ghi bằng mình có cái kết quả đây, A này mình bỏ vô, đúng không? Chia cho 1 phút và nhân cho 1,1746 bằng ra cái kết quả và ghi đơn vị chúng ta là Utrinlet. Được chưa? Đó là đơn vị hoạt độ. Là nồng độ ha, chỗ này là nó hoạt độ ha. Tôi sửa lại cái này nha, tôi nhầm. Vì tôi có hoạt độ ha. Chỗ này mình ghi hoạt độ. Được chưa? Hoạt độ của enzyme ReOT hay là ReBT gì đó, ReBT, ReOT gì đó thì các bạn. Bạn đo cái gì bạn ghi cái đó, hoạt độ của ReOT trong huyết thanh là bao nhiêu trên lít. Rồi, tiếp theo, giá trị này thuộc hay không thuộc khoảng tuyến tính? Khoảng tuyến tính của mình người ta có cho khoảng tuyến tính á. Rồi giá trị này thuộc hay không thuộc tham khảo thì mình mở ngoặc, đóng ngoặc là giá trị khoảng tham khảo là bao nhiêu. Được chưa? Đó. Vậy thì đó là về cái đo đậm học của chúng ta là như vậy. Chúng ta sẽ tính toán nó, cách tính như nào và lấy kết quả như nào và cách đo như nào. Thì cái này chúng ta phải làm thật là chuyện chính xác và thật là nhanh và rất là gọn gẽ. Rồi. Đó là về định lượng đậm học. Rồi ở đây chúng ta có một cái phần nữa là định lượng axit uric. Nhưng mà cái phương pháp định lượng axit uric này nó sẽ là phương pháp định lượng bằng phương pháp đo điểm cuối, tức là nó sẽ giống với định lượng gluco, định lượng protein, định lượng triglyceride, rồi định lượng cholesterol đó, chúng ta đã học ở trong các bài 1, 2, 3 đó. Thì chúng ta dựa trên cái phản ứng cũng là phản ứng thủy phân này tạo thành oxy hóa thành H2O2, rồi H2O2 này chúng ta cũng sẽ tạo ra cái hợp chất quinoic thông qua cái peroxida xúc tác. Thì chúng ta sẽ đo cái nồng độ của quinoic này. Rồi sau đó khi chúng ta đo được cái nồng độ thì cái cách đo thì chúng ta cũng đã làm như hôm trước rồi. Chúng ta cũng phải có chuẩn bị ba ống nghiệm, nhưng mà cái thể tích nước cắt ở đây cũng như là thể tích của mẫu chúng ta như nào, mẫu chuẩn và mẫu thử chúng ta cũng sẽ lấy khác không giống. Giờ còn là thuốc thử thì lấy 1 ml cho tất cả các ống nghiệm. Đó. Vậy thì sau khi mà mình đo, mình cho toàn bộ các đầy đủ các cái mẫu đó vào thì mình trộn đều lên và thời gian mình ủ ở đây là 6 phút và mình đo ở bức sóng đó là 500 nm. Được chưa? Bước sóng là 546 nm. Rồi sau đó mình sẽ có giá trị OD chuẩn, OD thử và mình tính toán. Được chưa? Đó, và mình tính toán xong thì mình cũng kết luận. Người ta cũng cho chúng ta cái khoảng tuyến tính, người ta cũng cho chúng ta cái giá trị tham khảo. Thì đây chúng ta sử dụng đơn vị nó là miligam trên decilit thì mình sẽ lấy cái khoảng tham khảo chúng ta là N
khoảng nhiêu đây, được chưa? Đó. Rồi, vậy thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ làm ở trong cái bài số 4. Đây là một cái bài cũng khá là phức tạp. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.